Tại Bà Rịa Vũng Tàu thì lợi dụng dịp chuyển giao năm mới dương lịch, nhiều cơ sở gây ô nhiễm đã lén lút hoạt động gây mùi khét lẹt cả khu dân cư. Tại thị xã Phú Mỹ thì nước suối bỗng nổi bọt trắng xóa và bốc mùi hóa chất nồng nặc khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Cụ thể là vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2020 và rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021, lực lượng cảnh sát kinh tế và môi trường công an thị xã Phú Mỹ đã bất ngờ đột nhập và bắt quả tang một xưởng đang hoạt động tại ấp 3, xã Tóc Tiên có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở này có nhà kho rộng hơn 1.200m² với 5 lò đốt sử dụng các bình ga lớn để bốc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử đã qua sử dụng. Cũng trong sáng qua, suối Giao Kèo, xã Châu Pha có hiện tượng là nước có màu vàng, bọt trắng xóa và mùi hôi bốc lên nồng nặc. Điểm đầu bắt nguồn từ các nhà máy xử lý chất thải tập trung ở xã Tóc Tiên và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ.